Và tuần này thì chúng ta lại gặp nhau ở đây với một câu chuyện chắc chắn là có thể quen thuộc ở một vài chi tiết trong trải nghiệm của quý vị khán giả. Bởi vì chúng tôi tin rằng là trong rất nhiều những lát cắt của cuộc đời thì chúng ta sẽ có những cái sự giao cảm với những cuộc đời khác. Tuy nhiên, dù có sự gặp gỡ, có sự giống nhau nhưng những cái trải nghiệm nhất định sẽ không có ai là trùng khớp với ai cả. Và tuần này thì sẽ là câu chuyện của ai và câu chuyện đó như thế nào thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp nhân vật chính nhé. Em chào chị. Chào cô. Tôi tên là Lê Mỹ Ngọc, năm nay tôi 44 tuổi, hiện tại tôi đang là nhân viên văn phòng. Tôi có hai bé trai, một bạn thì năm nay là 20 tuổi và một bạn là 10 tuổi. Nếu như mà hôn nhân được cha mẹ làm mai làm mối cách đây là 20 năm. Cuộc hôn nhân đó nó đã bắt đầu như thế nào? Cách đây năm 1999 là chị được 19 tuổi. Thì mới lớn, thời đó thì không có được internet rồi này kia rầm rộ như các bạn bây giờ. Thì thấy một mình mẹ nuôi con, bảy anh em. Bảy anh em? Dạ, rất là vất vả luôn. Là chị thứ mấy trong nhà? Dạ, út hết. Út hết của bảy anh em. Vậy là tính ra là cũng được cưng không? Dạ cưng chứ, mẹ tuy là vất vả hay là anh chị em tuy là dân lao động nhưng mà út hết mà lúc nào cũng được cưng. Mà nói thật luôn thì bảy anh chị em thì chị lại là người cũng xinh đẹp, dạ, lanh lợi này kia. Tới cái tuổi mà 19 thì nói chung là bề ngoài cũng dễ nhìn so với thời đó. Dạ. Thì lúc đó thì bạn trai đồ này kia tới kiểu như muốn làm quen rất là nhiều. Thực sự thì lúc đó thì chị chưa có quen ai hết, không có yêu đương, không biết yêu đương gì hết. Mẹ sợ là lỡ khu 3 năm dậy 1 giờ cho nên là mẹ mới nhắm cái anh hàng xóm á, là lớn hơn chị lúc đó là 4 tuổi, có công ăn việc làm rồi, cũng ra trường rồi, nhà thì gần xóm thì cũng biết thân thế này kia. Cho nên là mẹ mới thấy anh để ý. Thì với lại ảnh canh mẹ mà đi chợ á, là bắt đầu là xin cho quá chở mẹ quá gian đi ra chợ. Nói chung là lúc đó thì anh cũng có ý, mẹ biết nên là mẹ mới mở lời thẳng ra là anh có muốn cưới chị hay không thì cho người lớn tới giáp mặt. Đó thì nói thật là chị không yêu ai, mẹ thì lại kêu thì chị thì thương mẹ lắm, không có muốn cãi lời, thấy bà khổ quá rồi. Lúc đó tâm lý như có cũng được, không có cũng được. Lúc đó chị cũng thể hiện, chị cũng nói là nhưng mà con còn nhỏ quá. Thì lúc đó là chị gái với mẹ mới đau vô là nói là không sao, cái này tròn tàu khoai dậm ngõ thôi, từ từ cưới đâu có gì đâu. Thì lúc đó thấy vậy thì chị mới đồng ý cho coi mặt. Nhưng mà thật ra là coi mặt xong rồi bữa đó là xè tờ giấy ra là coi như là ngày đám hỏi đám cưới luôn. Có nghĩa là rể này là mẹ chọn. Dạ đúng rồi. Có nghĩa là theo như những gì mà chị vừa mô tả thì mọi người đang hình dung một cái anh rể này là kế bên nhà. Dạ. Tức là sự đảm bảo về thân thế của ảnh là rõ nè. Đúng. Từ nhỏ tới lớn là coi như quá trình trưởng thành của ảnh là mẹ quan sát được nè. Công ăn việc làm thì thấy trước mắt, học hành thấy lượt luôn. Về phong cách sống rồi tác phong này kia nọ là thẩm định được. Rồi giờ chỉ có mỗi cái nãy giờ đang thắc mắc là đẹp trai không chị? Cũng dễ nhìn thôi. Rồi thì cũng được, mọi tiêu chí là đều ổn hết. Chỉ có là mình không có rung cảm với ảnh thôi. Chị thì cũng không yêu ai nữa, chứ nếu mà chị có tình yêu thì chắc chắn là chị cũng sẽ hơi phản đối một chút. Tức là căn bản là mình không rung cảm với ảnh và mình cũng không biết rung cảm là cái gì. Dạ chưa biết luôn. Em muốn hỏi một tí về hoàn cảnh gia đình của mình. Mình có 7 anh em và theo như cái điều mà chị trăn trở lúc đó đó thì chị nói là chị rất là thương mẹ vì mẹ quá cực rồi. Quá khổ. Cái khổ của mẹ là cái khổ của một cái người mẹ vất vả nuôi 7 người con, hay là cái khổ của một cái người mẹ bị căng thẳng rằng là mình phải làm tròn cái trách nhiệm cưới gả những cái người con này bởi một cái áp lực của dư luận, hay là của chồng, hay là của ai đó. Mẹ là vừa áp lực người chồng người cha. Cuộc hôn nhân của mẹ cũng là 3-4 bà vợ, rồi thêm một cái cuộc hôn nhân của bà chị gái trước đó nữa là yêu mà lấy, cãi lời mẹ. Như nhà tính ra là chỉ có 3 người phụ nữ, mà trước mặt 2 người phụ nữ đã khổ rồi. Cho nên là còn một mình chị là coi như là mẹ giống là rất là tâm huyết. Mẹ muốn đặt để vô một cái nơi mà nó ổn định, mà nó sung sướng.
và cái dư luận của cái làng xóm, của cái thời điểm đó có thể làm cho mẹ cảm thấy là không được để người ta định kiến cái gia đình này. Cứ phụ nữ là thế này thế kia trong cái chuyện gia đình. Dạ đúng. Cho nên cứ ông nào mà an toàn là mẹ chỉ định luôn. Đúng rồi. Rồi lúc đó chị lại cũng có tiếp xúc anh này vài lần thì chị cũng cảm thấy là có cảm tình, chứ không phải là yêu. Tới bây giờ chị mới thấy là nó yêu nó khác, nó thích là khác. Thì lúc đó chị đồng ý cưới xong thì mấy tháng sau là chị cũng biết cách phòng ngừa nữa, là có em bé liền. Đó, có em bé liền thì khi mà chị có chồng á là xác định là ok mình sẽ tất cả toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Không yêu đó, nhưng mà khi lấy nhau rồi, có em bé rồi, cái cảm giác của chị trong cái cuộc hôn nhân đó? Thời gian đầu thì cũng mới tiếp xúc khoảng một năm đầu thôi, chị cảm thấy là mình cũng được, như vậy là cũng được rồi, mình cũng tốt hơn mọi người. Chồng thì nói chung là cũng hiền lành, chỉ có điều là hơi khô khan, với lại không lãng mạn, với lại cứ trong đang là cái quá trình khám phá, đang gắn hợp với nhau, cho nên là cũng đang khám phá từ từ. Một năm đầu đó thì chị thấy cũng bình thường. Cưới xong là mẹ cho cái sạp là tự buôn bán, tự lập buôn bán, tự kiếm tiền, chứ không có phải mà cầm tiền của chồng. Quê mình ở đâu chị? Chị sinh ở Sài Gòn nhưng mà gốc gác ba mẹ là ở Bình Định, miền Trung. Là lúc đó là mình lấy chồng là mình đã ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Đã sinh ở đây, sinh ở Sài Gòn. Và lúc đó là cụ thể là nhà mình ở cái khu vực nào của ở Tân Phú ạ. Và mình bán là bán ở chợ. Gần chợ luôn, đi bộ ra một cái là khoảng 30 phút là tới cái chợ. Cái vấn đề nó nằm ở đây nè. Mình lấy chồng là tầm khoảng 20 tuổi. Mình lấy chồng ở một cái trạng thái yêu hay không yêu mình không biết. Mình chỉ biết là mình lớn mình lấy chồng. Dạ đúng rồi. Rồi mình lấy chồng thì mình nghĩ là lấy chồng thì lo cho gia đình. Nhưng mình tự thấy rằng là cái gọi là cái sự nồng nàn, cái mà mình nghe đâu đó trong thơ ca, trong phim ảnh, trong nhạc họa về cái sự mặn nồng của một cặp vợ chồng son, hình như nó không có. Đúng, nó thiếu thiếu. Nhưng mà mình cũng biết là mình cũng may mắn á, chồng mình hiền. Thì mình cứ làm vợ thôi. Dạ đúng rồi. Nhưng chị lại làm vợ trong một cái sự ồn ào náo nhiệt vì được tiếp xúc với xã hội, chứ không phải cái kiểu làm vợ mà cứ ở trong nhà rồi không biết cái gì hết. Khoảng thời gian mà chị sinh con á, nhà mình ôm con, trong cái khoảng thời gian mà chị không có đi ra ngoài xã hội đó, ở giữa căn nhà thênh thang như vậy á, chị nhìn con xong nhìn nhà xong rồi nghĩ tới chồng, nghĩ tới mẹ, thì bắt đầu lại chị cảm thấy đúng cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của chị. Trong khoảng thời gian mà mình ở nhà một mình như vậy, cái người chồng mà mình vẫn thấy ảnh hiền lành, ảnh được đó, thì lúc này cái điều gì ở ảnh làm cho mình thấy không được? Không chia sẻ với ảnh được. Cũng như ảnh là khô khan thì chị cũng ở 3-4 năm chị biết rồi. Chị mà mở miệng ra nói một cái gì đó đó là ảnh không có hiểu. Không có đồng cảm. Không đồng cảm luôn. Ví dụ như chị nói chuyện với cô thì cô hiểu, mình dễ trao đổi với nhau. Như là ảnh là cứ lấy chị là ảnh nghĩ là lúc mà đặt vô một cái là lấy đem về rồi thì là xong rồi. Thậm chí mà những cái ngày lễ Tết nữa, chị muốn đi chơi, hâm nóng lại cái chuyện tình cảm vợ chồng, chị mới nói là anh ơi mình đi du lịch đi, mình chơi đi chơi đi. Anh nói điên hả? Đi ra ngoài đó chơi bụi bặm đường đông hả, ồn ào làm gì, rồi hả đã vậy mà hả tốn kém nữa. Thật sự luôn, lúc đó chị cái tánh chị không thích chồng chị đó là rất là keo. Nhưng mà hồi xưa ông mua bông ông tặng mình mà. Một bó bông một lần thôi là bắt đầu là qua hôm sau là cưới rồi. Thiệt ra em nói khi mà mình nói cái chuyện đó là tại sao hồi xưa anh yêu em, anh cua người ta, anh tặng bông, tặng quà, tặng các kiểu. Còn khi mà mấy anh cưới vợ về rồi, không bao giờ mấy anh tặng này tặng kia. Thì nó có nhiều lý do cho cái chuyện này. Nhưng cái lý do mà mấy anh nói là có khi nào em thấy người ta câu được con cá về rồi người ta còn cho con cá nó ăn nữa không? Không nha, cái lý thuyết này là em không có chấp nhận. Thử mấy anh đi câu con cá coi với mấy anh nuôi con cá kim long đi. Thử coi mấy anh nuôi con đó coi mấy anh có tiếp tục chăm nó nữa không. Chứ đừng nói tới cái chuyện là như vậy, thì vấn đề nó nằm ở cái việc mấy anh có coi trọng con cá đó không. Đúng. Nói chứ không phải lúc đó mình đòi hỏi, mà cái việc ở đây là mình muốn được có được một cái sự chia sẻ, mình muốn được sống trong một cái cảm giác được yêu thương, được đúng chăm rồi. Sóc đúng rồi. Nhưng mà cái sự đáp ứng của anh nó làm cho mình bị hụt hẫng, mình cảm thấy là mình không được đón nhận. Chị cũng nhìn thấy những cái mối tình, ví dụ như thà tan vỡ chia tay, nhưng mà đau khổ có, sung sướng có, mình cũng biết là được mình yêu này như thế nào. Mình đã lỡ có đang có cuộc hôn nhân này rồi, sao mình không bày tỏ với chồng, biết đâu là mình vợ chồng xé nhau. Yeah. Nhưng mà khi mà chị bày tỏ với ảnh là coi như là ảnh dập tắt, ăn mà hú ở đâu là đi, chứ còn chở vợ con đi là không bao giờ chở.
Là vì ảnh không chở chị đi hay là chị không có đề nghị? Có đề nghị là chị nói anh ơi, em thấy cái chợ nổi cái răng mình đây mình qua đó gần không, mà là đi mình đi xẻ quýt hay gì đó. Ô đừng có điên quá này kia, lấy chị giờ làm vợ giống như là đã là xong rồi. Rồi cái chuyện mà tâm tư tình cảm hay là vun đắp tình yêu hay là cái gì đó anh không có cần. Chị thì càng ngày thì vậy lại càng nhận ra là không có yêu chồng. Cho nên là sau này nhiều người thắc mắc là ủa sao bà nói xạo, bà có hai đứa con mà với chồng bà mà tại sao bà không yêu chồng bà? Tại sao có hai đứa con thì chắc là có những cái ràng buộc khác. Nó lý giải cho rất nhiều người phụ nữ khác nữa vì sao không yêu chồng nhưng có thể sống cho đến cuối đời luôn ấy. Chứ không phải là chỉ đơn giản là có hai đứa con đâu. Có phải chị đã từng có cái suy nghĩ này không chị Ngọc? Em đang hình dung là có một cái giai đoạn là khi mà chị nhận ra là mình quá cô đơn trong cái cuộc hôn nhân này, vào cái giai đoạn mà mình sinh con đầu tiên á, có khi nào chị tức không? Chị tức theo kiểu là thà tôi yêu một ai đó rồi tôi bị má ngăn cản, cái tôi chia tay với cái người đó, cái tôi buộc phải đi lấy một cái ông chồng mà tôi không yêu, chí ít trên đời này tôi còn được trải nghiệm cái gì là tình yêu, còn đằng này không biết yêu là gì, tự nhiên cái lấy chồng luôn. Đúng rồi chị, y như cô nói luôn, có nghĩa là lúc đó chị hoang mang và chị cảm thấy là sao cuộc đời của mình sao không có biết yêu là như thế nào, trong khi người ta là tình chỉ đẹp khi còn dang dở cũng được đi, không có luôn, mình không có luôn, xong rồi mình cũng vung đắp cái cuộc hôn nhân này. Thế là chị chọn chấp nhận hy sinh cho cái cuộc hôn nhân đó tiếp tục. Tại vì lúc đó mọi người nhìn vô cái gia đình của chị là thấy chồng chị gương mẫu hiền, không nhậu nhẹo, cờ bạc, không gái gú này kia. Rồi chị thì lúc đó là hai vợ chồng cũng lo làm, có cơ ngơi một chút, và con cái sinh cũng đang có con trai, thì nó quá đẹp luôn. Thì lúc đó là mẹ, thì lúc đó là nhìn vô rồi rất là tự hào về con, về đứa con gái út của mình. Vậy là mình giữ cuộc hôn nhân là cho ai? Cho mẹ một phần, nhưng mà một phần nữa là nếu như chị đòi ly hôn á, nhiều người sẽ nói ủa bà bị điên hả? Chồng chị sẽ nói ủa bà bị điên hả? Tôi có cái chuyện gì mà tiện bà đòi ly hôn? Tiện bà đòi sống cho bà có khùng không? Này kia kia nọ. Và thôi giờ công bằng nè, chúng ta vẫn hay nghĩ là giai đoạn đó chúng ta vì con hoặc là vì mẹ. Em tin là chị đã từng đi chia sẻ với một người thân nào đó là lúc đó tôi không có ly hôn, giống như chị vừa mới nói với em chẳng hạn, là vì con, thấy con nó nhỏ, nó tội, thôi mình sống vì con, cho nên sau đó có thể lòi ra đứa thứ hai đó. Rồi vì mẹ, mẹ tự hào vì mình, những cái nỗi đau trước của mẹ bây giờ mình cảm thấy là mẹ được bù đắp. Có thể có chứ phải là không. Nhưng nè, công bằng một chút, chị vì mình đó, vì nỗi sợ. Căn bản trước hết vẫn phải là vì lúc đó mình sợ. Mình sợ là trời gì thì gì, cũng có tấm có món nè. Mình bước ra mình sợ người ta chỉ trích. Mình biết nỗi cô đơn đó là có thật, mình biết cái khát vọng được yêu là có thật. Nhưng những cái cơ ngơi này là cái cơ ngơi nhìn vô là thấy liền, và nó thuộc về cái sự đánh giá của bên ngoài cho một cuộc hôn nhân. Mình vẫn đang được đặt vào một cái hạng cao cao của xã hội là trời ơi, cái gia đình đó nó cũng ổn dữ lắm. Chứ không phải là riêng về cái em đồng chị, ý. Nếu mà như cá tính của chị là chị sẽ bứt phá, chị sẽ sống cho chính chị. Đúng. Nhưng mà do cộng nhiều cái con, mẹ rồi xã hội này kia kia nọ. Em thừa nhận. Tại vì sao? Tại vì ví dụ như chị đơn thuần á, là chỉ một mình cái nỗi sợ đó, thì chị sẽ bước ra theo kiểu là tôi bỏ đi. Thì đâu có sao đâu, tại vì tôi đâu có bỏ ai lại để người đó phải chịu đau khổ đâu. À nhưng bây giờ tôi đi thì sao, má làm sao, con làm sao, đi đâu có được. Dạ, à, cơ ngơi nữa. Đúng rồi, cơ ngơi nữa. Mồ hôi nước mắt đầy dòng bao nhiêu năm mới được vậy dạ. Chấp niệm, tham chấp vô trong đó. Cho nên lúc đó mình ở lại vì nhiều lý do. Dạ, nhưng em vẫn muốn là thôi, mình hãy chịu trách nhiệm trước, như một cái cách để người thân của mình họ cũng không cảm thấy dây dứt. Thì đó, ở lại tiếp tới năm thứ 10. Năm năm đầu. Mười năm. Dạ. Năm năm đầu là chị cũng còn đang vui vẻ. Nhưng lúc mà chị phát hiện ra là cái mốc thời gian từ năm thứ 6 cho tới năm thứ 10 á, sống nhưng mà chị cũng bứt phá. Có nghĩa là chị sẽ cũng sẽ nói cãi lại chồng. Có nghĩa là chị sẽ không có dạ vân vân giống như thời gian đầu. Thậm chí mà cái chuyện mà thí dụ như sinh hoạt không điện, tôi không thích là tôi không cho, không chịu. Rồi anh phản ứng sao với cái sự thay đổi của chị? Tới bây giờ chị mới suy nghĩ là chắc cái thời gian mà 5 năm sau có nghĩa là mình không có trao đi cho ảnh sự nồng nàn, thì chắc ảnh cũng đang chịu đựng mình. Mình đang chịu đựng ảnh nhưng mà ảnh chắc cũng đang chịu đựng mình.
Khi mà 5 năm sau chị bứt phá, chị thay đổi, khi mà mình không có cái tình yêu, không có sự nồng nàn, chắc chắn người đàn ông sẽ nhìn rất rõ luôn. Cho nên mới xảy ra cái cớ sự là chị đẻ đứa thứ hai ra. Và khi chị đang nằm ổ thì chồng chị đi họp lớp và ảnh ngoại tình, ảnh ngoại tình. Trời ơi, lại là ngoại tình trong một cuộc họp lớp. Ôi, những cái cuộc tìm về trường cũ, người xưa. Sao vậy hoài vậy, riết rồi làm cho những cái cuộc mà hội ngộ cố nhân nó đẹp đẽ rồi. Riết rồi cái tụi tôi không có làm hội lớp, hội khóa gì được hết trơn vậy mọi người. Nhưng mà em hỏi chỗ này tí nè, thật ra nha, cái sự lạnh nhạt trong hôn nhân á, nó sẽ ảnh hưởng tới cái quan hệ vợ chồng. Dạ có, cái lúc đó là chị đã nhận ra đó, 2-3% thì chị sẽ phản ứng từ từ. Dạ. Ví dụ bằng cách là cãi chồng là không chịu nữa, nhưng mà thí dụ như tới 1 tuần thì mình làm cho chồng lâu cũng phần. Lần đúng không? Thì nó cũng nói chung là nó cũng lãnh đạm này kia, nói chung là chính vì như vậy cho nên là mới ảnh, chị nghĩ là ảnh mới xảy ra cái chuyện sa ngã đó. Vào ban ngày theo kiểu là thôi bây giờ không cãi ảnh, hoặc là buồn không kể cho ảnh nghe, hoặc là thôi bây giờ anh không hiểu tôi kể chuyện cho người khác nghe, tôi không cần thèm anh đồng cảm nữa, tôi kể cho chị em bạn gì nghe. Nhưng mà bây giờ tôi nhìn mặt con chồng tôi chán, tôi không có cảm hứng gì hết trơn. Dạ đúng rồi. Không muốn đáp ứng gì. Chính xác. Nhưng mà cái nhu cầu sinh lý là một cái nhu cầu mà ở đó gần như nó bản năng, đặc biệt với người đàn ông. Thì bây giờ trong cái sự lạnh nhạt đó của người vợ thì mới không nhận ra chứ. Thì điều này nó là một trong những cái nguy cơ trực tiếp dẫn đến cái câu chuyện là có thể mấy anh cảm thấy là tôi phải đi giải quyết vấn đề của tôi. Anh cũng sẽ thiếu thốn, anh sẽ thiếu thốn và anh sẽ đi tìm. Đúng. Họp lớp có thể được coi là một cái tình huống mang tính bùng nổ mà anh không kềm được nữa. Làm sao chị phát hiện ra được cái chuyện anh ngoại tình? Bình thường thì anh cầm điện thoại, hai chồng nằm anh bấm trước mặt chị luôn. Nhưng mà tự nhiên sau này thời gian tự nhiên thập thò tới tự nhiên cái 10 giờ 11 thì cái đi xuống phòng khách mở tivi dưới. Rồi bấm điện thoại dưới, cái bắt đầu cái vô tình đi, chị đi toilet. Chị mới nhìn ngay qua sơ thôi, kiểu như nhìn, ô thấy tivi mở, nằm thì bấm điện thoại. Bắt đầu từ đó là theo dõi thì chị thấy, bắt đầu chị bắt gặp được cái tin nhắn là cuối tuần này anh chở em về quê nha. À chị mới sâu kết lại trước đó, lâu lâu thỉnh thoảng chị thấy anh đi 2-3 ngày xong về, cái tự nhiên nhà có nem, có trái cây, có giống như ở dưới miền Tây á. Mình cứ tưởng là anh quà ai cho gì đó, anh đem về. Hỏi thẳng ảnh luôn, ủa cái này là gì, anh chói, anh không có. Cái bắt đầu cái bữa cái chị lại vô tư tiếp nữa. Nhưng không yêu, cái bắt đầu mình không màng, không để ý. À có nghĩa là thực ra là mình không quan trọng lắm. Không cái luôn á. Cái thông tin đó luôn. Chị biết vậy thôi chứ chị. Giống như là chị nói là 10 năm rồi chị cứ tin tưởng là ảnh không gái guốc cờ bạc của chị em á. Về nhà mẹ chơi, cái lâu lâu chị ngồi chị nói ăn xài, ăn nem không, hỏi đầu rồi nói là anh đem về nè, đi cái nọ. Xong một cái nó, ủa sao rồi? Nó anh đi hoài, mấy bữa nay anh đi hoài, bữa thấy anh ai kêu ai chở về quê. Bắt đầu là linh tính của mẹ, bà mới nghi, tại bà thấy con gái đang nằm ổ. Đang nằm ổ 7-8 tháng, 8-9 tháng, chưa con chưa thôi nôi nữa. Thì bà mới nói là đâu mày, ấy mày theo dõi đi, cứ nó không có rồi mẹ ơi. Mày nói, không, mày cứ theo dõi đi. Thì bữa đó là chị với mẹ chị là bắt gặp là hai người đó ở trong nhà trọ của cô đó. Đó. Bà già là coi như là nóng quá rồi, bà là quýnh ghen là quen rồi. Quen rồi là quen. Sao chị? Đã trước đó là bà đã quýnh là hành tẩu giang hồ lâu năm rồi hả chị? Mồ của bà. Có nghĩa là trước đó là ba là 5-6 bà, là bà quýnh ghen và dẹp loạn. Là có quen. Thâm niên rồi đó. Thâm niên rồi. Là bà ngoại là nhào vô quýnh luôn, chính cô đó luôn. Ông xã thì ôm chị lại tưởng chị quýnh nhưng mà đâu có đâu. Chị đâu quýnh gì đâu. Chị bình... dân kiến thôi. Đó, chị bình thường. Là coi như là thái quân ra tay thôi. Rồi xong rồi chị còn can nó thôi mẹ. Xong rồi mẹ là khóa cửa lại. Đó, trong là... đánh ghen có kinh nghiệm. Tôi không có ủng hộ mấy bà đi đánh ghen nha. Nhưng trong trường hợp cần thì nhớ cái tiếp này. Xong rồi chị bình thường, chị mở cửa ra. Chị nói thôi em đi, anh buông em ra đi. Em đâu có đánh cổ đâu mà anh ôm em làm gì. Rồi kết quả, chị khoan, kết quả của cái cuộc đánh đó thì cô đó bị gì chị? Thì chắc cũng bù đầu, bù phổ. Rồi bà ngoại? Bà ngoại tuy là 7-8 chứ quýnh mạnh khỏe lắm á. Bà lấy cái đồ cầm chứ đâu có quýnh tay không đâu. Trời, đánh có vũ khí luôn. Đánh có công cụ hỗ trợ luôn. Bà cầm gì là bà phơ quơ đó mà. Lúc đó là chồng mới là ôm mẹ lại. Thì lúc đó chị mới mở cửa ra, chị nói thôi em... Rồi chị đi, chị đi về đi. Xong rồi lấy guốc thảy rồi lấy dép thảy rồi cô kia cô đi. Đi. Chồng về thì tất nhiên là chồng cũng xem thái độ, cũng xin lỗi vậy thì xách đồ về nhà mẹ ở tức thì luôn, ôm con về liền. Còn chồng ở đó thì ổng cũng tới một hai lần, nhưng mà chị lúc đó là chị lạnh nhạt lắm.
Thì thôi bây giờ cái đoạn ông ngoại tình rồi bị quýnh thì mọi người đã cái nưa rồi nha. Cho em hỏi ngược lại nè, ảnh ngoại tình là câu chuyện dễ đoán. Hồi nãy em chưa kịp hỏi chị, thực ra trong suốt 10 năm đầu hôn nhân á, có khi nào chị sợ chị ngoại tình trước ảnh không? Có, chị có say nắng lần đó. Mọi người hay quên á, mọi người tưởng phụ nữ là gỗ đá hay sao á, và thậm chí là phụ nữ còn nhạy cảm hơn cả nam giới mà. Nhưng mà chúng ta phải nén bản thân mình lại vì rất là nhiều giá trị phải hy sinh, nhưng mà chúng ta cũng cần được yêu thương. Thiếu thốn cái chuyện đó mà. Nãy em chưa kịp hỏi thôi, em chỉ sợ là cái người phải rời khỏi cái cuộc hôn nhân của mình về mặt tâm tưởng là chị trước chứ không phải là anh. Thì thực ra là có đúng không? Có, chị có say nắng. Tới năm thứ 10 thì thôi là dễ mua mà, điện thoại cũng dễ mua mà. Đó. Rồi mạng Zalo đồ này kia, thí dụ như này kia, quét anh đây cũng có. Có cái chưa quét quanh đây của Zalo đó. Dạ. Thì cũng có một hai anh nhắn tin. Thì lúc đó là chị tò mò. Ừ. Như từ nào giờ chưa có biết yêu đương này kia thì chị cũng tò mò, chị trả lời thử. Và khi người ta, tất nhiên là nhắn tin người ta sẽ hẹn gặp mặt, chị không dám. Và chắc chắn là trong những cái tin nhắn đó là những cái kiểu hỏi thăm mà chưa bao giờ chồng mình đúng, nói với chính mình. Chính xác, dạ. Chị nghĩ là lúc đó là chị là đã ngoại tình trong tư tưởng rồi. Đó, may mà không có gan gặp mặt. Không dám. Chứ gặp một cái là dễ lắm. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện ở đây là không chỉ ngồi đó mà lo ngay ngái là mấy ông chồng ngoại tình, mà quên mất rằng là trời ơi, mình đâu phải là tượng đá. Thôi thì cuối cùng thì ổng đã ngoại tình. Cảm giác của mình sau trận đánh ghen đó là gì? Cảm thấy giống như là một cái giọt nước nó tràn ly. Và đây là một cái cớ coi như là trước mặt mọi người bàn dân thiên hạ để mà chị có thể là ly hôn để sống cho chính cuộc đời của chị. Chị lúc đó chị cũng buồn cho bản thân thôi. Chị nói trước đó là 5 năm trước là chị đã muốn sống cho mình, nhưng mà thôi, chị đã ép mình lại. Mình đã hy sinh để mà tới bây giờ 10 năm để mà cho cái cuộc hôn nhân này nó tròn vẹn. Nhưng mà đổi lại thì anh làm như vậy thì ok, anh không xứng đáng với tôi. Có hận không khi mà tôi 10 năm tôi nỗ lực để tôi trói buộc bản thân của mình, giữ gìn một cái hình ảnh cho nó tròn trịa, nhưng mà chồng mình thì lại không làm phủi được hết cái điều tất cả. Đó không yêu nhưng mà hận không? Giống như là thấy anh này là không xứng đáng với mình. Chị có mong chờ một cái lời giải thích của ảnh là vì sao ảnh lại có cái mối quan hệ với cái cô đó? Chị không cần và ảnh cũng không cần giải thích. Chị muốn là khoảng thời gian sau này chị sẽ sống cho chị. Vậy thì em hỏi một câu mọi người nghe, mọi người sẽ thấy em hơi vô tri nè. Chị có mừng không? Mừng, chị mừng. Tại vì trước giờ tôi không có cớ. Đúng rồi, lỗi hết của ảnh luôn. Anh cơ dữ. Mẹ cũng không thể nào trách mình được. Nếu chị yêu, anh năn nỉ chị bỏ qua đó. Và rất nhiều người phụ nữ khác đã bỏ qua cho chồng mà. Nhưng căn bản là 10 năm chị chỉ đợi cái cớ thôi. Đúng rồi, dạ. Và bây giờ cái cớ nó tới, thời nó tới rồi. Giờ em hỏi bà ngoại nè. Thật ra bà ngoại có ủng hộ chị ly hôn không? Mẹ chị đang mong chờ là chồng chị năn nỉ cho bà đã cái nư. Bà sẽ nói để mà chị quay về cái cuộc hôn nhân đó. Nhưng mà rất may chồng chị không năn nỉ. Không làm đúng không? Không làm. Bà ngoại trách mắng: trời ơi, con nó về đây á mà nó cũng chạy lên thăm coi như thế nào. Bà đang mong chờ, chỉ cần ông hiện qua một đúng, cái. Dạ, chính xác. Nhưng mà rất may là ảnh không qua. Chị sẽ thể hiện rõ quan điểm của chị là con không chấp nhận sống cái cuộc hôn nhân này nữa. Tự nhận sâu trong thâm của chị là chị cũng không thể nào tha thứ cho ảnh được. Mẹ Ngọc có biết là trong 10 năm qua thực ra Ngọc cũng không vui lắm với cuộc hôn nhân của mình? Mẹ không biết. Sao chị nghĩ là mẹ không biết? Mẹ không biết. Thật sự là tại vì sống riêng, hai vợ chồng sống riêng. Thí dụ như là lúc đẻ con á, ảnh không đưa tiền đi thì chị thiếu thốn gì là chị chạy về mẹ. Ví dụ như mẹ cho mẹ mượn chỉ nè, cho mẹ mượn hai chỉ nè, thì chỉ biết là đưa tiền để mà nuôi con vậy thôi. Chứ mẹ không có nghĩ là cái tâm tư tình cảm của chị là như vậy. Có nghĩa là hôm nay nếu mà chương trình này phát lên mà mẹ vô tình mẹ coi được, hay là chị gái vô tình coi được, thì chị mới hiểu. Mẹ vẫn đinh ninh là mình hạnh phúc. Dạ, nếu mà bây giờ chị coi như vậy, mẹ nghe vậy thôi, chứ chị nghĩ mẹ cũng không có hiểu sâu xa vào đâu. Mẹ vẫn nghĩ hôn nhân vậy là được rồi. Cũng khó trách bà lắm. Bởi vì nó còn liên quan đến một điều nữa, đó là nếu như đặt cái cuộc hôn nhân của bà cạnh cái cuộc hôn nhân của chị thì rõ ràng bà vẫn thấy cuộc hôn nhân của chị có vẻ 8 điểm. Dạ đúng rồi. So với cuộc hôn nhân của bà có thể đánh giá khoảng 2 điểm rưỡi, 3 điểm chẳng hạn. Âm nữa. Ừ, âm luôn hả? Thì nó ngon hơn mà. Dạ. Và đó là lý do có thể thì bà thấy là chị hạnh phúc hơn. Nhưng em vẫn tin rằng là dự cảm của một người mẹ bà chắc chắn có biết. Tại vì nếu như á, bà không biết gì cả luôn ấy, thì có thể thời điểm đó là bà đã quyết liệt hơn trong cái việc bà không cho chị ly hôn. Trong khi đó phản ứng của bà là cái phản ứng thôi tùy chị mà. Ừ. Bởi vì thứ nhất, người chồng này bà chỉ định và bà nhận ra
bà chỉ định sai rồi. Mà tại sao bà nhận ra chỉ định sai? Thứ nhất, chính bà là người đi đánh ghen mà. Hai, chắc chắn trong 10 năm bà phải thấy cái gì đó ở con gái của bà. Nếu bà không thấy những cái điều mà khó khăn, trước tiên là về mặt kinh tế, bà không đưa một chỉ, hai chỉ cho chị đó. Lý do mà em làm ai cũng có chuyện, em vẫn mong muốn rằng là khi chúng ta kể lại một câu chuyện, có thể chúng ta sẽ nhìn nó nhiều hơn ở một vài những cái ngách. Đôi khi chúng ta sẽ buông bỏ một vài những cái góc nhìn hơi mờ mờ về một vài người thân của mình, để rồi mình còn yêu thương nhau nó kịp lúc. Chứ là về tính cách bà không có hiểu, bà không có nói. Là đôi khi bà biết cái nỗi khổ của chị luôn, bà cũng không biết nói. Và cái bà thể hiện ra duy nhất là ly hôn thì ly hôn đi. Chứ nếu như theo đúng cái tính cách của bà thì mày phải không được ly hôn. Bà hiểu nhiều hiểu ít em không chắc, nhưng em tin là bà biết. Nhưng bà không biết phải làm gì, bà cũng không biết phải bộc lộ thế nào. Bởi vì trước tiên bà là phụ nữ mà chị. Hôm nay cô nói thì chị không biết là mẹ có biết hay không. Mẹ biết. Có những cái điều mà cha mẹ và con cái vốn thương yêu nhau dữ lắm, nhưng mà không có biết cách thể hiện á, nên chúng ta hiểu lầm nhau thôi. Chị cứ tưởng là tới bây giờ là mẹ không hiểu, nhưng mà nếu mà cô nói mẹ hiểu, trời, chắc tội bà lắm. Chị thí dụ như là khổ một, nhưng mà có thể là bà có thể là bà đau lòng gấp 10 lần chị. Nếu mà mẹ biết thì chị càng đau lòng hơn. Thà bà đừng biết. Mình vui hơn chứ. Vì thật ra trên đời này có thêm một người hiểu mình. Thí dụ như chương trình này chị nói ra thì nó còn đỡ. Nhưng mẹ ôm về thấy tội lắm. Tội nghiệp. Cái như mình ôm nhưng mình không nói được, nó sẽ cứ còn hoài trong người vậy. Mẹ không nói ra được thì cứ ôm hoài. Đó là lý do tụi em ngồi đây. May mắn là chị được tham gia những chương trình này và chị lọc lại. Thì chị sẽ rút được những cái gì mà tiêu cực lại, đưa những tích cực, để mà hy vọng là con của mình nó sẽ không có vào cái vết xe đổ của mình. Nếu như mình đối xử con mình, mốt con mình nó lại tiếp tục đối xử với con nó như vậy nữa. Vì mình đã bước ra cái cuộc hôn nhân đó với hai đứa con. Mặc dù mình nói là mình không có thương chồng, và đây được coi là một cái cơ hội để mình được giải thoát, nhưng nó vẫn là 10 năm thanh xuân. Điều này nó có thể để lại những cái nỗi đau và những cái điều nó không tích cực, và dẫn đến câu chuyện là có thể mình sẽ làm mẹ không tích cực với hai đứa trẻ. Và đó là lý do mà em muốn chị hiểu đúng về mẹ của chị. Khi mình làm mẹ của hai đứa nhỏ, mình rút kinh nghiệm. Và rất may chị đã bộc lộ luôn cái chuyện này rồi. Sau cái việc mà mình về nhà mẹ như vậy, thì bao nhiêu lâu sau anh chị chính thức tuyên bố với nhau là phải dừng lại cái cuộc hôn nhân này? Có lẽ là hơn một năm. Tự nhiên có một ngày anh hẹn chị ra, thì anh nói là ly hôn. Tôi nói ok, mình cứ xong pháp lý luôn đi. Nhưng mà hai bên nhẹ nhàng đi ra tòa, không cần phải hòa giải gì hết. Tài sản thì cũng tự thỏa thuận luôn. Thì xong xuôi là em đẹp vậy thôi. Rồi tới bây giờ thì con thì chị vẫn cho ảnh qua thăm này kia bình thường. Cái cảm giác của mình vào cái ngày chính thức ly hôn nó như thế nào? Chị bình thường luôn, giống như là đây là cái thủ tục phải tới để mà ký, để mà mình lấy cái giấy độc thân cho mình. Có khi nào mình cảm thấy oán giận hay là mình cảm thấy tiếc nuối 10 năm hơn cho một cái quãng đời với một cái người tính ra mình cũng không có gắn bó gì nhiều? Có, thì khi mà độc thân á thì bắt đầu là chị sẽ có nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình hơn. Chị cảm thấy hối tiếc là tại sao 10 năm đó phí hoài cái tuổi của mình như vậy. Và mình nói là nếu mình được chọn lựa lại, chị không chọn lựa cái kiểu cái này. Chị chỉ tự hào là chị tự hào trong cuộc hôn nhân đó là được hai con thôi. Tính ra cô không tổn thương gì lắm. Dạ đúng rồi, cũng êm đềm, cũng gầy dựng, cũng nói chung là cũng có vợ, có chồng, cũng một mái nhà, có con rồi vậy thôi. Không gọi là gì ta, một cuộc hôn nhân căn bản. Nhưng mà hạnh phúc nó không đơn thuần là một cái hình ảnh như vậy. Vậy thì khi mà mình kể lại cái câu chuyện này ngày hôm nay với mọi người, cái điều mà chị rất là muốn mọi người lưu ý từ cái trải nghiệm hôn nhân của mình là cái gì? Qua cái câu chuyện của chị thì tùy cái góc nhìn của mọi người. Quan trọng là bây giờ các bạn khác với mình rồi. Các bạn không còn đặt đâu để đó như mình nữa. Bây giờ các bạn có thể yêu 5 người, 3 người, trải nghiệm thoải mái. Thì các bạn cứ thử nghiệm, cứ trải nghiệm qua đi. Chia tay, ly hôn gì thì ok, mình đã sống cho cái bản thân của mình, cho cái sở thích của mình rồi. Cảm ơn chị Ngọc. Đó là chia sẻ của người trong cuộc. Tuy nhiên với cái câu chuyện của chị Ngọc ngày hôm nay, một cái thông điệp khác mà mình rất là muốn được quý vị khán giả lưu ý. Một cái cuộc hôn nhân, cái điều làm nên hạnh phúc của nó rất là nhiều điều kiện cần được đảm bảo. Chúng ta phải lưu ý về chức năng kinh tế của gia đình. Và đặc biệt một điều cực kỳ quan trọng, nó làm nên một cái chất keo để tạo nên hạnh phúc, đó chính là tình yêu.
cái tình yêu đó nó có thể xuất hiện ở nhiều thời điểm nhưng bắt buộc phải có. Một cái sự thuận lợi đó là các bạn yêu nhau rồi các bạn cưới nhau. Đó là một cái sự đảm bảo ngay từ đầu để chúng ta không bị bất an. Nhưng trong vài diễn biến có thể các bạn phải cưới nhau rồi đã, rồi các bạn mới thiết lập được tình yêu vì một vài hoàn cảnh đặc biệt. Nhưng phải thiết lập được tình yêu. Và đừng quên rằng là muốn yêu nhau thì chúng ta sẽ phải có những cái hoạt động dành cho nhau. Và chúng tôi rất là hy vọng rằng cái việc mà chúng ta quan tâm cho nhau trong gia đình, nó không đơn thuần là việc chúng ta có trách nhiệm với nhau theo một cái kiểu ràng buộc, mà đó còn là những cái chất liệu để chúng ta có thể bồi đắp tình cảm. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Kính chúc quý vị ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tuần sau. Xin chào tạm biệt. Không thấy gì hết rồi ta. Alo. Dạ nghe chị. Ở mấy cái hình của chị không thấy á. Ồ vậy hả? Ừ rồi, do chị. Em đâu thấy hình chị? Rồi ở bên này á thì ekip của chương trình thôi ha, cho nên là em cũng cứ thoải mái để em chia sẻ giùm chị nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ đầu tiên em chia sẻ giùm chị cái điểm mạnh, xin lỗi, cái thông tin cá nhân của em trước ha. Họ tên, dạ, công dạ. việc, tuổi tác, quê quán, xong rồi nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của em. Rồi mời em. Dạ. Cái hình của chị không có thấy luôn chị, nói bình thường hả? Ừ, đúng rồi, em cứ nói đi. Ừ. Dạ, em tên là Ngô Hữu Duyên, em sinh năm 89, quê em ở Thanh Hóa, em vào Bình Thuận thì sống được khoảng 20 năm rồi, giờ thì em đang ở Bình Thuận. Nghề nghiệp của em thì trồng thanh long mới lại có buôn bán thêm. Ờ, là vào đây mua nhà được chưa em? À, đất thì có nhiều chứ nhà chưa xây, tại vì đang đầu tư dãy. Ừ. Dạ. Em trồng của nó là được bao nhiêu công hay là bao nhiêu hết như thế nào? Một hết mấy á, một hết mốt thì nó khoảng là 11.000 m2 á. Ừ. Dữ dội ha, một là em làm cùng với ai không hay là tự làm? Là mấy ba mẹ làm phụ còn em làm chính. Rồi ok. Dạ. Yeah. À. Rồi, ủa vậy là ba mẹ cũng vào đây luôn, có dự định về dạ. quê nữa không? Thanh Hóa không? Chưa, nhà ở ngoài Bắc vẫn còn, người Bắc thì vẫn còn ở Sầm Sơn á. Ừ, rồi em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu của em ha, rồi đường tình duyên của mình. Dạ, thì điểm mạnh của em là biết kinh doanh và làm, nói chung là phụ nữ làm được việc gì thì em làm được việc đấy á. Việc gia đình rồi làm được hết. Còn điểm yếu thì... Điểm yếu hả? Ừ. Tật xấu rồi đó. Tật xấu hả? Chưa, tật xấu thì cũng em cân bằng được nên là cũng không có cái gì xấu lắm. Tại vì em không có hút thuốc, không uống rượu, không làm gì được, cái gì em cũng có thể bỏ được. Nên mà tật rồi. Xấu thì chưa xấu cái gì cả. Có gì khác không? Ở dơ hay này kia vậy đó. Ở dơ hả? Ở dơ cũng không dơ đâu, em hơi sạch một chút chứ không có dơ đâu. Thì chị gợi ý thôi chứ còn tật xấu của em thì sao chị biết được, nhưng mà kiểu như dạ, vậy dạ. đó. Ừ. Ở nhà hoặc là ba mẹ có bao giờ nói mày sao nóng tính quá hay là gì kiểu vậy đó? Mình có cái tật nóng mình thì thấy. Cũng không có nóng, em bình thường à. Có quần tội là quần áo quá mà... là sao ế nè. Vậy thì sao ế, sao mà không có được bạn gái? Do em cái công việc của em làm không gặp bạn gái, cũng là em ở quê lâu rồi. Hồi trước em làm nữa là không gặp nữa. Mới lại do gia đình ấy ở khu này mình là người lạ đấy nên là khó tìm. Chắc là ở hiền quá nên cũng khó chị. Ừ. Thường thường con gái thấy có một số cô thì cũng nói thấy hiền quá, người ta không thích đó. Ừ. Cái này em cũng không biết. Vậy được bao nhiêu mối tình rồi em? Mối tình hả? Mối tình như chưa đâu. Chỉ có quen vậy thôi à, cũng mới bạn bè à. Chứ hình như khi chưa có mối tình nào đâu. Chưa có mối nào luôn. À, tức là mình quen hồi trước có nhỏ 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 từ 20 tuổi á thì có người ta yêu mà lúc đấy em đâu biết gì đâu. Người ta thích mình nhiều nhưng lúc đấy chưa có biết lập gia đình gì nên cũng đâu biết đâu. Ừ. Yeah. Rồi, ok, vậy bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Thì khoảng ngoại cao 1m50. Em cao bao nhiêu? Em cao 1m70. Ừ. Rồi bạn gái cao 1m4 được không? 2m5, 2m7 hay như nào? Em là 1m50 là được rồi. 1m50 nhìn dễ sinh một chút. Em bạn nào làm thư ký càng tốt. Tại vì em đang làm nhà phân phối cái tấm tường 3D. Mới lại dự định của em đang làm mấy cái đồ kinh doanh á. Ừ.
Mình chế biến nước tương lai là mở cái xưởng chế nước nước Thăng Long á, nhưng mà giờ chưa làm, đang từ từ mới làm. Dạ. Một mình Rồi thì làm bây không giờ dễ. cô đó thì tuổi tác sao em? Tuổi thì khoảng kém em 2 tuổi đổ lại được rồi, không thì ngang cũng được, không sao. Rồi, lớn hơn được không? Ôi lớn hơn chắc không được. Rồi, ok em, rồi ba mẹ có yêu cầu gì không? Không, nhà em dễ lắm. Nhà em thì em làm sao cũng được. Nhà em thì lớn rồi, ba mẹ không có, con cái muốn làm gì làm. Gia đình mà của mình mà đâu phải của ba mẹ đâu. Rồi, ok. Rồi, nếu ghi hình thì chắc em vào Sài Gòn được đúng không? Được chứ, em đi cho Sài Gòn thì bình thường mà, em lâu lâu em vẫn đi vào đấy mà. Rồi được rồi, cảm ơn em ha. Nếu được chọn chương trình liên lạc lại cho mình nha. Rồi, cảm ơn chị nha. Alo. Dạ em nghe chị ơi. Rồi chào em. Dạ. Rồi bây giờ mời em chia sẻ về bản thân chị ha. Đầu tiên họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình. Dạ em tên Lê Hòa, Lê Hòa. Tiếp Sinh đi em. năm ngày 20 tháng 2 1995 ạ. Rồi công việc của mình là gì? Dạ công nhân ạ. Công nhân ở đâu em đang làm ở Dạ em đang làm ở khu công nghiệp Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương ạ. đâu? Bên sản xuất giày dép hay là cái gì? Dạ phụ kiện của ô Gì em, chị nghe chưa rõ. nhưng về sản xuất phụ kiện ô tô á. À, rồi làm lâu chưa? Dạ em làm được năm ạ. Năm mà hả? Rồi bây giờ nói một chút về điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của mình giùm chị nha. Dạ thì điểm mạnh thì nói nhiều vui vẻ cũng hòa đồng hoặc bác, điểm yếu thì ngại tiếp xúc với mọi người tí vậy ạ. Được bao nhiêu mối tình rồi em? Sao mà chia tay? Dạ có 2 mối tình kiểu như nó gì Sao? Quen được bao lâu? Gì mà khó nói vậy? dạ nó có nói gì, nói chung là quen có mấy tháng mà không có đi sâu lắm. Không đi sâu lắm hả? Làm sao? Ý em là chưa có làm ăn gì được hả? Dạ đúng rồi chị. Sao vậy? Thì do em không làm ăn rồi người ta mới chia tay đó chứ gì? Dạ, tại gần đi lính đây có quen bạn học trường coi nên trường đó có xài điện thoại cho nên là không liên lạc, bạn nó đi học á. Nên là bạn ấy quen người khác rồi khi ra quân đi làm ở trong Bình Dương này được năm có quen bạn, nhưng mà bạn đó không chịu cho nên là cũng thôi luôn. Rồi bây giờ công nhân ở đó bộ không có hay sao? Ở trên Bình Dương là nhiều lắm chứ. Dạ cũng có tán sơ sơ mà nhắn cho dế mà cũng thấy không ra sao vậy. Rồi bây giờ thích tìm mẫu người như thế nào? Dạ nhỏ nhỏ đi nhon thôi, hay cười vui vui được rồi. Gì nữa? Rồi Chị quê quán tuổi tác thì sao? dạ quê quán thì ở Phú Yên thôi, ở cùng quê. Quê miền Trung á hả? Dạ Rồi. tuổi thì nhỏ hơn 1 tuổi. Thích người nhỏ hơn 1 tuổi hay là sao? Tuổi trở xuống không lớn à. Rồi, ok, còn yêu cầu gì nữa không em? Dạ không chị ạ. Rồi, được. Em có ca hát gì được không? Dạ không chị. Ok, rồi, được rồi. Nếu được chọn thì chương trình sẽ liên hệ lại cho mình nha. Rồi, cảm ơn em. Rồi xin chào anh nha. Dạ chào chị. Rồi ở đây là biên tập của chương trình thôi chứ không có ai ở ngoài hết á, cho nên là mình cứ chia sẻ câu chuyện của mình một cách chi tiết cụ thể rõ ràng giùm bên em nha, để tụi em xem. Rồi có gì nếu mà được chọn thì mình cũng sẽ lên để mình chia sẻ lại, nên cần anh cởi mở một tí xíu ha.
Rồi bây giờ xin mời anh đầu tiên anh giới thiệu giùm em về họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình ạ. Dạ, em tên là Lê Trương Cung. Em 39 tuổi, em hiện đang sống và làm việc tại Bình Định. Anh làm công việc gì? Dạ, em buôn bán đồ ăn sáng tại sáng tại nhà. Nhìn là mình nấu luôn hay sao ạ? Dạ, mình Dạ, nấu mình luôn nấu à. luôn ạ. Món gì vậy anh? Dạ, món Dạ, bánh món căn bánh à căn chị. à chị. Bánh gì? Bánh căn hả? Dạ. Rồi món ở trong này là hot dữ lắm nè. Dạ. Vậy là cái quán anh là anh mở lâu chưa? Dạ, khoảng Dạ, 2 khoảng năm 2 rồi năm chị. rồi chị. Dạ. Rồi là mình làm chủ luôn đúng không? Mình nấu rồi mình bán luôn. Dạ đúng Dạ rồi đúng ạ. rồi ạ. Rồi, mình anh đang ở Bình Định hả? Dạ, em Dạ, đang ở em Bình đang ở Định. Bình Định. Rồi anh sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm Sinh năm 1984 ạ. 1984 ạ. Rồi bây giờ anh đã từng kết hôn lần nào chưa? Dạ chưa. Dạ chưa. Lý do làm sao vậy? 84 là cũng lớn lớn rồi nè. Dạ, Dạ, trước đây trước là đây cũng là có cũng một có thời một gian thời làm gian việc làm ở việc Đà ở Đà Nẵng và Nẵng và Sài Sài Gòn, Gòn. lo công lo ăn công việc ăn việc làm làm nên nên không không có có tìm tìm hiểu hiểu ai hết. ai hết. Thì qua thời qua gian thời vậy gian vậy nó nó lớn lớp tuổi dần dần nên nên cũng cũng ngại đi ngại tán đi tỉnh tán các tỉnh bạn các gái. bạn gái. Rồi gì ngại tán bạn gái vậy trời, nghĩa là mình vẫn thích con gái đúng không, Dạ nhưng mà vẫn dạ thích vẫn bình thích thường bình ạ. thường ạ. Mà không có động lực tán hả? Dạ đúng Dạ đúng rồi. rồi. Trời ơi. Rồi bây giờ thì mình ở với ai? Rồi mình Dạ dự định ở là dạ ở dạ với ở mẹ, với mẹ nhà chỉ nhà còn chỉ có còn hai có mẹ hai con mẹ à. con à. Dạ. Rồi bây giờ anh thích tìm người như thế nào ạ? Anh mô tả chi tiết ha. Dạ một Dạ một người người phụ nữ phụ của gia nữ của đình gia đình hiền lành hiền lành tốt bụng, tốt bụng. Tuổi tác làm sao? tuổi Tuổi từ từ 25 tới 25 tới 35 tuổi 35 à. tuổi à. Rồi bây giờ 25 tới 35 thì hơi lớn nè, nếu mà lỡ người ta ly hôn rồi được không? Dạ được Dạ ạ. được ạ. Sao trả lời lẹ làng vậy nè, suy nghĩ kỹ không nè, là suy Dạ nghĩ là người ta ly hôn mà người ta đang nuôi đứa con đi, được chưa không? ạ, Rồi nuôi chưa đứa ạ, luôn đứa con. nuôi đứa Nuôi con đứa này con nữa này thì nữa thì cũng cũng được được nhưng mà nhưng mà hơi hơi kẹt. kẹt. Kẹt cái gì, mẹ anh ha, cho không? Dạ mẹ Dạ cho mẹ à. cho. Mẹ mẹ cho là với người là ly hôn. Dạ. Dạ. Rồi có con là mẹ anh không chịu hay là anh không chịu? Dạ Dạ là em không là chịu em không à. chịu ạ. À. Sao dạ, nếu mà cô đó cũng là người của gia đình rất là ok luôn á thì có chịu không? Dạ chịu Dạ à. chịu ạ. À. Thôi cũng dễ ha, gì cũng Dạ chịu vậy. Rồi rồi bây giờ cái quê quán, tại vì mình cũng có cái điều kiện đang ở Bình Định nè, rồi cô đó ở đâu giờ phải theo mình đúng không? Dạ Dạ Chứ đó mình cũng có khó chỗ này nữa. Rồi nhưng mà cái thu nhập của mình về cái quán đó thì có ổn không ạ? Dạ thu Dạ nhập thu khoảng nhập khoảng 300 tới 300 tới 500 một 500 ngày một ngày cũng đủ sống một rồi tháng chị. sống rồi chị. À rồi mẹ mình lớn tuổi chưa anh? Dạ Dạ 66 tuổi 66 à. tuổi ạ. Dạ có hối gì không hay yêu cầu của mẹ anh sao? Dạ mẹ Dạ thì mẹ không có thì yêu không có cầu yêu gì hết, cầu gì chỉ hết, cần chỉ con cần dâu con là hiền dâu là lành hiền hiếu lành thảo hiếu là thảo được là à. được ạ. Rồi ok. Anh mình có ca hát gì được không anh ơi? Dạ Dạ em thì em thì cũng cũng biết ca biết hát ca nhưng mà hát nhưng em mà lên chương trình lên em chương trình ngại em em ngại không em dám không ca dám ca chị. chị. Thôi vậy về mình tập đi mình ca chứ có gì đâu, Dạ. Dạ. được không? Dạ được Dạ ạ. được ạ. Rồi về tập ha. Nhưng Dạ. mà thường anh Dạ. có ít nói không vậy? Dạ không, Dạ em không nói em chuyện nói bình chuyện thường bình mà. thường à. Rồi bán buôn rồi mình có nói nhiều không? Dạ cũng Dạ mời cũng khách mời khách đồ đồ bình bình thường thường. chứ. Mời anh mời sao đâu, thường anh mời sao vậy? Dạ Mời chào sao mời chị, thử mời 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 chị ăn chị bánh ăn canh bánh của canh em của à. em à. Bánh canh Bánh canh cũng của em ngon cũng lắm ngon chị, lắm chị, chị ăn chị thử ăn một thử tô một đi tô ạ. đi ạ. Bánh căn, ví dụ giờ tôi là khách du lịch hay gì đó mình tới mình thấy cái quán mình hỏi thử rồi, ủa mà bánh căn anh làm là nó là gì trong đó hay sao anh, nó làm sao để nói cho ngon tôi ăn coi. Dạ bánh Dạ canh bánh em canh làm em từ làm từ bột bột nguyên chất, nguyên chất, nước nước em nấu từ nước em cá nấu từ ngừ nước cá ngừ tươi. tươi. Dạ anh chị có thể Dạ thử anh ăn chị 10 có thể ngàn, thử ăn 15 10 ngàn ngàn, để 15 ngàn ăn để ăn.
Anh thử. Nếu ngon thì anh tiếp nữa, còn không thì em xin hẹn anh chị lại lần khác ạ. Nếu ngon á thì ăn tiếp, còn không ngon thì trả tiền rồi đi về giùm tôi, đúng không? Chứ tưởng đâu mà không ngon thì em không lấy tiền. Ok. Rồi anh có chuẩn bị gì cho cái việc mình kết hôn chưa? Bây giờ khoảng bao lâu nữa mình lấy vợ được? Dạ khoảng 6 tháng tới 1 năm là được. Mẹ em đã chuẩn bị xong hết rồi ạ. Mẹ anh chuẩn bị gì anh? Dạ nhà cửa đồ sửa sang lại. À. Rồi vàng vòng gì có tặng đồ đồ chưa? Chuẩn bị đồ chưa? Dạ có rồi ạ. Là mẹ anh chuẩn bị hay anh? Dạ mẹ. Này mình hỏi đây đây ekip chương trình không mà, là mình đã chuẩn bị được khoảng nhiêu rồi anh? Cái việc chuẩn bị đó là của mẹ hứa rồi, chứ còn em thì cũng không biết rõ về số lượng hả chị. Trời ơi. Nhưng bản thân mình thì có chuẩn bị không? Rồi nói vậy rủi mẹ không có chuẩn bị rồi sao? Dạ có chứ ạ, mẹ nói là có chứ ạ. Trời ơi, cứ trông ông vô mẹ, có nghe lời mẹ lắm không đây? Dạ chắc là nghe lời em là người con hiếu thảo mà. Trời ơi, vậy là nghe lời tuyệt đối luôn hả? Dạ không phải tuyệt đối, nhưng mà cái nào đúng rồi nghe rồi, cái sai rồi nói lại thôi ạ. Vậy bây giờ anh dắt cô gái về mà đôi mẹ không biết nhìn thấy cái gì không thích mà mẹ nói không, nhỏ này không được, mẹ không chịu rồi sao? Thì em mới thuyết phục chứ. Trời ơi, căng vậy. Là mình dạ có đâu, một luôn hay sao anh? Dạ em có hai đứa em gái kết hôn ở Đà Nẵng hết rồi chị. Ừ, dạ rồi. Rồi ok anh, nếu được chọn thì chương trình mà mình sẽ vào Sài Gòn mình quay hình được đúng không? Dạ, khoảng 3-4 tháng mới được chị. Em có công việc mới ở Đà Nẵng khoảng 4 tháng thôi chị. Ủa là mình định làm gì ngoài đó hả? Dạ, nhà bà gì xây nhà, nói em ra coi dùng vật liệu xây dựng đồ hả chị? Ừ, rồi cái quán mình dẹp hả? Dạ, quán thì mẹ bán ít lại. Ừ. Dạ. Rồi. Rồi coi như phải 3-4 tháng nữa xong cái nhà đó anh mới đi được. Dạ đúng rồi ạ. Rồi ok. Rồi để nốt lại đây rồi ghi lại đây ha. Nếu mà lúc đó là còn nhu cầu thì bên mình thì anh có gì anh nhắn lại cho chương trình cái nha. Dạ nhắn theo cái group đây sao chị? Nói chung là bây giờ bên mình cũng sẽ ghi nhận lại cái này. Có gì bên mình sẽ gọi 3-4 tháng nữa. Dạ 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 cảm ơn chị nhiều. Rồi cảm ơn anh. Rồi chào anh ạ. Dạ phần cái xong rồi đó. Em thấy hình ảnh bao nhiêu nhỉ? Rồi mọi người thấy hình ảnh của mình rồi ha. Nam ha, Nam giới thiệu đôi nét về bản thân mình gồm họ, tên, tuổi rồi công việc quê quán đi, như này ở hiện tại của mình đi nha. Vâng, chào chị nhá. Em là Mai Văn Nam, em sinh năm sinh ngày 7 tháng 8 năm 1990. Em quê ở Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Hiện em đang là kỹ sư hóa cho một nhà máy xi măng Long Sơn ở địa phương luôn. Kỹ sư hóa. Nhà máy xi măng hả? Nhà máy xi măng đây chị ạ. Xi măng Bỉm Sơn hả? Xi măng Long Sơn, Bỉm Sơn ạ. Xi măng Long Sơn. Là đang ở quê luôn hả? Vâng, em đang ở Bỉm Sơn lên luôn ạ. Rồi. Ok. Rồi Nam giới thiệu đôi nét về bản thân em đi, họ tên, điểm mạnh, điểm yếu của em rồi tình trường em đã trải qua như thế nào? Dạ vâng, điểm mạnh của em là em chịu khó chăm chỉ trong công việc và thể dục thể thao đều đặn. Điểm yếu của em là em ham chơi hay đi về muộn và chơi nhiều khi mình không kiểm soát được bản thân ấy. Và em đã đổ vỡ hôn nhân một lần rồi cũng do mình ham chơi ấy. Ham chơi rồi hay đi chơi về muộn là sao, đi thâu đêm luôn hả? Dạ cũng đi thâu đêm và em cũng chơi cá cược trên cá cược lô đề nên là thành ra cũng có một thời mình trượt dài trên con đường sa ngã. Bây giờ thì em đã làm lại được, thì thời điểm đó em cũng ly hôn mất gia đình nên bây giờ em rất là mong nhờ chương trình tạo cơ hội cho em được lên và tìm một biến độ mới trong cuộc sống ạ. Năm đấy là năm em bao nhiêu tuổi? Dạ năm đấy là năm em 31 năm 2019. Em 2019 vậy là năm nay là em 32 33 đúng không? Dạ vâng đúng rồi chị, năm nay lúc em đi hôn thì em có con chưa? Em có một bé trai ở với mẹ nó, thì em cũng đi hôn. Con trai mấy tuổi? 4 tuổi chị ạ.
Ly hôn được bao nhiêu lâu rồi? Em hôn được 4 năm rồi ạ. Và từ lúc em chơi lâu để em vỡ nợ là em ly hôn hả? Dạ vâng, đến thời điểm này thì em cũng đã ổn định lại cuộc sống rồi. Nhà cửa em cũng đàng hoàng, gần công nhà, công việc ổn định nên em cũng muốn tìm cho mình hạnh phúc mới đấy chị. Dạ vâng ạ. Rồi, ok. Giờ còn ham chơi nữa không? Dạ không ạ, em làm lại rồi, em đứng dậy em làm lại rồi. Lô đề thì có gái gú gì không? Em không chịu, em lại chỉ ham cờ bạc thôi chứ thời điểm đấy thì em không gái gú, cũng không rượu chè, em không uống được rượu. Thành ra là hay chơi thôi đêm. Tức là hay ham chơi qua đêm là đi chơi với bạn bè, đi cá cược, cá độ bóng đá này kia đấy hả? Đúng rồi chị ạ, đi xem bóng đá rồi cá cược đấy. Dạ dạ vâng. Mất nhiều không? Năm đấy mất nhiều không? Nhớ không? Có phải năm nay em cũng mất hơn 1 tỷ đấy. Rồi bao nhiêu lâu thì mới gom lại hơn 1 tỷ đấy. Cũng ổn định, công việc em cũng ổn định, lương cũng tốt nên là em chơi không kiểm soát. Em mất 3 năm để trả nợ chị ạ. Rồi lương em mà là bao nhiêu một tháng? Lương em 15 triệu ạ. Nhà gom được 3 năm là giờ trả nợ hết rồi. Dạ vâng ạ, vâng ạ. Rồi, giờ trả nợ hết rồi, có nhà có cửa rồi. Có nhà có cửa rồi chị ạ. Tại em tai tiếng chơi nên là bây giờ em ở địa phương em khó tìm bạn gái quá chị ạ. Ở quê tai tiếng quá hả? Thế sao em không vào trong Sài Gòn hoặc em ra Hà Nội em kiếm một công việc khác? Thực ra với chị là nhà cửa em ở đây ổn định này. Bây giờ em lại đi nơi khác, em phải thuê nhà, em lại phải tìm một mối quan hệ mới, cuộc sống mới, công việc mới. Mà trong khi đó là công việc ở công ty của em nó rất là ổn định. Và mức thu nhập cũng thuộc dạng là tốt. Phù hợp với cái ngành học của em ngày hồi đại học là em học ở mỏ địa chất, em học một chuyên ngành hóa mà bây giờ em về Long Sơn công ty xi măng em cũng làm đúng chuyên ngành về 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 hóa phân tích kỹ sư hóa đấy chị. Nếu học đại học mỏ địa chất hả? Dạ vâng, em học mỏ địa chất ở Hà Nội. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu bạn gái như thế nào? Dạng cũng ở em cũng mong tìm được bạn gái hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của mình, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng ở địa phương mình quanh quanh ở Thanh Hóa thôi. Em cũng vì giờ bây giờ cái tiếng xấu của em nó đồn xa cách bán kính bao nhiêu km rồi? Dạ gì cũng ở quanh quanh Bỉm Sơn Thanh Hóa đây thôi chị ạ. Nếu nhưng thực ra thì mình đến với ai thì người ta cũng sẽ tìm hiểu mình thôi, quan trọng là mình đã thay đổi được rồi thì mình không phải lo. Nếu bây giờ mình và người ta đến với mình, người ta cũng sẽ hỏi tìm hiểu mình thì mình cũng phải nói ra hết để sự thật chứ chị, mình không giấu gì cả. Còn người ta có thông cảm cho mình được hay không đấy là quyền người ta thôi chị ạ. Em cũng vâng ạ. Rồi tuổi tác của bạn gái thì sao? Tuổi thì em cũng mong bạn gái, thật sự là em là người rất là thích hình thức, có thể là tuổi hơn cũng hơn em 1-2 tuổi cũng được, hoặc kém em kém thì càng tốt, nhưng hơn em 1-2 tuổi cũng được. Quan trọng là mình đổ vỡ một lần và mình rất là mong tìm được hạnh phúc mới, mà mình tìm người một người bình thường thôi, cũng bình thường, có công ăn việc làm, có cuộc sống là bình thường là được thôi chị ạ, cũng không phải cao sang quá. Ok. Về ngoại hình có yêu cầu gì không? Tức là tuổi tác em mong muốn là nhỏ tuổi hơn em đúng không? Vâng, nhỏ nhỏ em thì càng tốt. Dạ vâng. Lớn hơn 1-2 tuổi thì được không? Được ạ, muốn là 1-2 tuổi cũng được ạ. Hình thức thì khuôn mặt dễ nhìn chút chị nhá. Em cũng dạ vâng. Em cũng đẹp trai hả? Dạ, em cao 1m75, cũng ham thể thao nên là dáng cũng và hình thức cũng dễ nhìn. Hiện tại em đang sống với ai? Em đang sống một mình, em sống với mẹ thôi ạ. Hai mẹ con ở với nhau vậy. Là anh chị em mà lập gia đình hết rồi hả? Dạ vâng, trên em 2 chị gái cũng đã có gia đình rồi. Còn bố em thì mất 5 năm nay rồi. Trên em 2 chị gái. Vâng, cuộc sống ổn cả của mỗi mình em. Mẹ mẹ cũng đang rất là mong tìm được một đường còn lại để mai mốt mẹ về già, mẹ yên tâm. Mẹ em với lại vợ em là còn qua lại không? Tức là để thăm con thì có thứ không? Cái đó thì em vẫn qua lại để chu cấp cho con, tức là 1 tháng em vẫn lên với con 1-2 lần em xem con. Em thứ nhất em đóng tiền học cho con ở trên trường và xem con có ốm đau gì hay là như thế nào thì mẹ em cũng mua thực phẩm bổ sung cho con đấy. Cũng quan tâm đến con một chút vậy. Và đấy là trách nhiệm của em. Vâng.
Rồi ok, cảm ơn Nam nha. Nếu mà chương trình ghi hình ở trong Sài Gòn là em có thể vào Sài Gòn để em tham gia được đúng không? Dạ vâng, em có sẽ thu xếp sẽ đem vào được mà chị. Ừ, rồi cảm ơn Nam. Hôm nay nó chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên thôi ha. Thì có gì thì chương trình sẽ liên hệ thêm với em nữa nha. Em cảm ơn chị nhá. Dạ vâng, rất mong chương trình tạo điều kiện cho em được lên nhé. Mày tắt đi coi bây. Rồi hello Thành ha, mình giới thiệu đôi nét về bản thân mình gồm họ tên, tuổi, rồi công việc quê quán cũng như là nơi ở hiện tại của mình Em tên Ngô Trí Thành, sinh năm ha. 1990. Hiện tại thì em đang ở Cần Thơ, quê quán của em thì em là gốc Nghệ An. Rồi Thành đang làm công việc gì ở Cần Thơ? Dạ em đang làm thợ luyện kim ạ. Quê là Nghệ An nhưng mà em sinh ra và lớn lên ở Cần Thơ hay là em mới vào Cần Thơ? Dạ em lớn lên ở Cần Thơ, em sinh ra ở miền Trung lận. Là dạ, từ nhỏ là gia đình vào Cần Thơ sinh sống đúng không? Dạ đúng rồi, em vào từ năm 2000. Từ năm 2000 đến nay là hơn 20 năm rồi. Đúng rồi. Rồi, nãy em nói là đang làm gì? Thợ luyện kim hả? Thợ luyện kim ạ. Luyện kim là sắt vàng vàng bạc cái hả? Dạ, tức là em nấu sắt thép về sắt thép phế phẩm á, em nấu lại thành thép xây dựng á, gọi là sắt Nói dựng. là đứng đứng nấu à? Dạ đúng rồi. Nóng không? Làm công việc này lâu chưa? Em làm được 2 năm rồi, nói chung thì có máy móc nó làm hết, chủ yếu mình đứng ở xa thôi mình vận hành. Ok. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Thành? Em cũng điểm yếu hả? Chứ hình như là em cảm thấy mình chưa có trải nghiệm nhiều về tình cảm á. Với nên em cảm thấy chuyện tình cảm của em mà sau có nhiều trải nghiệm nó khá lận đận. Mấy mối tình rồi mà lận Em đang mối tình chị ơi. đận. Mấy ba hả? Dạ. Rồi ba mối tình rồi sao lận đận sao, kể chị nghe xem nào. Thì mối tình đầu tiên thì lúc đó thì em quen bạn gái thì lúc đó cô ấy 17 tuổi rồi, ba mẹ thấy chưa đủ 18 không cho cưới vậy, còn đường ai nấy đi thì cũng tôi bỏ qua. Lúc đấy Mối em bao tình nhiêu tuổi? lúc đấy là em hình như em mới 22 tuổi. Thế sau mối tình thứ hai thì nói chung là em bị tai nạn á. Thế rồi tụi em quen nhau cũng được 6 tháng. Em bị tai nạn mà lúc đó là em bị đứt dây thần kinh trụ tay á, rồi bác sĩ nói em tự hồi phục lại được. Mà lúc em ở bệnh viện thì bạn gái với mẹ của bạn gái tới bệnh viện thăm em, rồi không có nói chia tay thì cũng cũng đau Chẳng lẽ đớn. bác sĩ nói là khả năng không hồi phục được hả? Không, nói chung là bác sĩ nói cái kiểu là nói là bị đứt trụi hết trơn rồi. Em nghe vậy thôi, nhưng mà thật ra cái kết quả thì nó không có như vậy. Em hồi phải lâu rồi, em đi làm mấy năm nay Là đứt gân hả? à, không đứt dây thần kinh trụ chị ơi. Đứt dây thần kinh trụ. Rồi cái tay đấy em nó sao, chị xem nào, cho chị xem được không? Thì À bị vậy gì? thì sẽ nó hơi lớn. Nhưng mà tức là trái gió trở trời thì nó mới đau thôi đúng không? Còn bình thường thì nó không có đau đúng Không, nó đâu có đau gì đâu, bình thường chứ có gì đâu. không? Điều là có những cái mà nặng quá thì cái sức bền nó không bằng lúc trước nữa thôi, chứ nó cũng có dấu hiệu đau thì trái gió trở trời. Tức là mẹ mẹ bạn gái đến thăm mình nghe thế vậy là chia tay em trong bệnh viện luôn. Dạ đúng rồi. Em suy sụp mất bao lâu? Thì em cũng suy sụp mất khoảng 6 hay 7 tháng gì đó. Đến lúc mà em cảm thấy tay em khôi phục được khoảng 1 năm là em rời xa gia đình, em đi làm ở Sài Gòn. Sau rồi sau tới đợt Covid đợt 1 á, các em bị Covid, các em về nhà các em kẹt luôn, các em chuyển công tác về Cần Thơ luôn tới giờ.
À, 6 tháng sau là lên gia đình, lên Sài Gòn làm để cho khuây khỏa đúng không? Đúng rồi. Vừa dính dịch luôn. Dạ. Rồi. Đấy là mối tình thứ hai. Dạ, mối tình thứ ba thì nó cũng cũng nói thiệt là em kể ra thì nó cũng hơi ngang trái. Em không biết là em không theo kịp thời đại hay sao mà em không hiểu được giới trẻ thời nay, tức là em cũng có làm đám cưới với một bạn nữ sinh năm 2002, tức là tụi em biết nhau qua làm mai nha, nhưng nhà bạn nữ á, tức là ở trong xóm em luôn, cách nhau có chừng chục bước chân là qua tới nhà ngoại bạn gái em rồi. Tụi em quen nhau làm mai á, rồi trước đám Là đám cưới. cưới rồi hả? Dạ đúng rồi, đám cưới rồi, nhưng mà sau khi đám cưới xong á, về ở với nhau được khoảng hơn tháng, cái em nhắc cái chuyện đi đăng ký kết hôn á, cái bạn gái nói với em vậy nè, khỏi đăng ký để mai mốt có gì bỏ cho dễ. Rồi bắt đầu rồi có những cái mâu thuẫn một cách vô cớ nó xảy ra. Thấy rồi có những lúc mà em nói thiệt cãi nhau mà ba mẹ em không ở gần á, lúc đó em đang ở chung với ba mẹ mà. Rồi ở chung thì ba mẹ em cũng khuyên quan mãi bất lực, rồi mẹ em phải lén ghi âm lại những cái cuộc cãi vã vô cớ đó. Cái rồi nhiều lúc em nghe lại em cũng bây giờ em vẫn còn khá khá đau. Rồi sau thực ra thì nhà em thì có kinh doanh xưởng mộc, rồi em có để nhà trọ luôn. Thì gái có nói sau nhiều mâu thuẫn vô lý thì bạn gái nói là muốn ra ở riêng. Em cũng khuyên bạn gái là nói bây giờ mình muốn ra ở riêng đúng không, ra mình nói chuyện với ba mẹ đàng hoàng một tiếng. Bạn gái nói ba mẹ mày chứ đâu phải ba mẹ tao. Thế em cũng cắn răng chịu đựng, xong rồi em cũng ôm quần áo với bạn gái đi ra thuê phòng trọ ở 4 tháng ở Lúc ngoài đấy luôn. là làm đám cưới rồi đó hả? Đúng rồi, sau khi làm đám cưới rồi nó như vậy, nó mới ăn ngang trái chứ. Ngay xong sau khi ra nhà trọ ở ngoài thì ở xa gia đình á 4 tháng trời, thì nói chung là vẫn kiếm cớ một cách vô lý. Đỉnh điểm là những lúc mà cãi vã, bạn gái nó nói với em mà dù là đám cưới là vợ chồng đó, nói với em mà tao mày chưa đăng ký mày đâu phải chồng tao, cũng có chuyện ra ngoài nhà trọ rồi. Em nói thiệt, em tức em bỏ về nhà thôi chứ không biết làm sao bây giờ nữa. Nào, tức là bạn gái nhỏ hơn em 12 tuổi mà toàn xưng mày tao thôi hả? Dạ rồi bạn gái cũng đôi lúc bạn gái cũng nói cái kiểu là tao mày chưa đăng ký đó, mày đâu phải chồng tao này nọ gì đó. Gần như sống thử thôi đúng không? Dạ tức là em cũng rồi rồi nói quậy cho mày bỏ tao này nọ. Lúc đó thì em hiểu đám cưới xong mà em đâu có giữ tiền bạc làm vàng dòng làm gì, bạn gái giữ. Rồi cứ như Vậy là vậy cái cuộc hôn nhân đấy của em là chính thức là kéo dài được mấy tháng? tụi em từ lúc 6 tháng à, tức là ở chung với ba mẹ thì xảy ra mâu thuẫn, rồi ra nhà trọ thì cũng tiếp tục mâu thuẫn nữa. Nhưng mà nguyên 6 tháng dạ mà chưa có con cái gì hết hả? đúng rồi, chưa có chị ơi, người ta không chịu đăng ký kết hôn sao có con được, người ta tính toán từ. Rồi, ok. Vậy là cái cuộc tình đấy là cách đây bao lâu rồi? Cách đây là tháng 9 năm ngoái chị ơi. Mà mới được có mấy tháng thôi hả? Dạ Rồi bây giờ tham gia chương trình thì vợ cũ có quậy nữa không? không chị ơi, người ta có người mới rồi, Có người mới là người yêu hay là lấy chồng rồi? em cũng không biết, em cũng không biết sao nữa. Em chỉ thấy là người ta có người mới rồi. Em có xuống hồi năm ngoái thì em có xuống gặp bố bố vợ em để nói chuyện, thì bố vợ em nè nói không biết gì hết, thì em cũng thua lúc, tức là em cũng gặp người lớn để nói chuyện đàng hoàng đó. Nói vậy thì tụi em chấm chấm dứt luôn rồi. Thấy người ta có người mới thì người ta hạnh phúc thì em cũng mừng người ta thôi chứ sao vậy. Ok. Rồi, em có năng khiếu tài lẻ gì không? Em thì điểm yếu em thì có thể ca hát được một chút nè, nhưng mà vô tính là
Mời hát thử một đoạn nghe xem nào. Trời trời, chị làm đột xuất quá, không có tâm trạng mà hát luôn á, đang đột dốc. Thế là tụt dốc, phỏng vấn tham gia chương trình sắp đi kiếm bạn gái mà lại tụt dốc là sao? Không nghĩ ra được ở trong đầu, không nghĩ ra được cái gì để hát luôn á. Bài tủ, nhạc tủ hay hát là thể loại nhạc gì? Nhạc trẻ chị ơi. Rồi, nhạc trẻ. Nào một bài đại đi nào. Quá nãy giờ đầu óc em lộn xộn quá, từ từ em nhớ ra, em quên lời hết trơn rồi. Thật lòng ngỡ bên nhau trăm năm, cớ sao mọi chuyện đi quá xa xăm. Tồn tại giữa cô đơn không em là điều rất khó. Phải chăng đã thương em yêu em quá lâu nên giờ chán ngán tên nhau. Em đã không cần ăn bên cạnh về sau. Ngày còn ấm yêu thương bên nhau chẳng bao giờ ngờ sẽ có hôm nay. Nhìn giây phút em quay lưng đi thật sự buồn lắm. Trời xanh bóng hôm nay. Quên mà chị ơi. Ừ rồi ok. Thế bây giờ muốn tìm mẫu bạn gái như thế nào nè? Thì không quá bự con này, không quá ốm. Nói chung là nếu được một người phụ nữ gia đình thì tốt. Ừ. Em có nhậu nhẹt cờ bạc gì không? Nhậu thì có sương sương, lay gai. Lay gai là bao nhiêu lon thì nghỉ? Em năm lon em đi ngủ mất tiêu rồi, ai làm gì làm gì ơi. Rồi có hút thuốc không? Có chơi bài gì không? Trời ơi, hai cái đó không chị ơi. Không luôn hả? À? Giống như điểm mạnh á. Ừ. Rồi tiếp nào. Cái gì nữa chị? Mẫu người đó, đang chia sẻ với mẫu người nè. Mẫu người hả? Ừ. Thì bây giờ sau nhiều trải nghiệm em kiếm một người phụ nữ mà không cần quá xuất sắc đâu, nhưng mà người ta cái suy nghĩ của người ta có cái gì thấu đáo một chút, giống như biết trên biết dưới nè, tôn trọng mà em hoặc còn ai tôi. Nói chung là em thì quan điểm của em thì ba mẹ nào cũng ba mẹ, thì em nếu như có thể đến với nhau thật thì em tôn trọng như nhau thôi. Đó, còn rồi về tuổi tác ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì mấy tuổi thì được, lớn hơn tuổi em được không, rồi ly hôn rồi có con được không? Giống như theo mà tuổi tác hợp tuổi hay gì đó hả chị? Thì em muốn bạn gái lớn hơn em hay nhỏ hơn em hay như thế nào? Nói chung là bạn gái nhỏ hơn em đi, để có cái cảm giác mà muốn bảo vệ chứ. Ừ. Muốn che chở mà ly hôn này có con này rồi được không? Không chị ơi, cái đó khó lắm chị ơi. Thì mình cũng một đời vợ rồi. Ly hôn thì cũng được, nhưng mà có con thì không được đâu chị ơi. Ừ. Ly hôn mà chưa có con thì mới được. Dạ, chứ có con là mắc mối lắm chị. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn Thành ha. Hôm nay Thành dành thời gian tham gia phỏng vấn chương trình. Thì hôm nay nó chỉ là buổi casting lần 1 thôi. Thì có gì chương trình sẽ liên hệ lại với em khi mà mình có đối tượng phù hợp cũng như là được chọn để ghi hình nha. Dạ. Cảm ơn em nhiều. Chào em. Cảm ơn chị. Rồi em thoát đi. Rồi.